Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2023, tại chùa Bà Đá, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đã trang nghiêm diễn ra lễ khai giảng lớp Hoằng Pháp Viên Cư sĩ Phật tử khóa 2 2023-2025 do Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương, Phó ban Trị sự, kiêm trưởng ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Thượng tọa Thích Tâm Hoan, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng ban Kinh tế Tài chính, kiêm Phó ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Đại đức Thích Trí Thuần, Phó thư ký Chánh văn phòng khu vực phía Bắc Ban Hoằng Pháp Trung ương, Phó ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, cùng Chư tôn Đức Tăng trong Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ chia sẻ lớp đào tạo Hoằng Pháp Viên cư sĩ Phật tử nhằm đào tạo cho các vị có khả năng Hoằng Pháp trên nền tảng đức tin kiên cố đối với Tam Bảo, dựa trên những giáo lý căn bản đã được học trực tiếp từ Chư tôn Đức trong Ban Hoằng Pháp Trung ương, Ban Hoằng Pháp thành phố, trên giảng đường và qua các khóa tu. Các vị có thể hỗ trợ cùng Chư Tăng Ni đem giáo Pháp Phật Đà đến quần chúng nhân dân, là cánh tay nối dài của Chư Tăng đem đạo vào đời. Thượng tọa tin rằng dưới sự gia hộ của Tam Bảo và chư vị tổ sư, tổ đình Linh Quang Bà Đá, sự thương trưởng của quý chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo thủ đô, sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền các cấp, sự khát ngưỡng cầu học của các Phật tử, lớp Hoằng Pháp Viên cư sĩ Phật tử chắc chắn sẽ thành tựu viên mãn. Tại đây, Đại đức Thích Trí Thuần đã báo cáo kế hoạch chương trình đào tạo lớp Hoằng Pháp Viên cư sĩ Phật tử khóa 2. Theo đó, trong chương trình 3 năm, các Phật tử sẽ được học những nội dung cơ bản như kiến thức và pháp hành Phật học căn bản, giảng dạy kinh điển Phật giáo các hệ nguyên thủy, bộ phái và kinh điển Đại Thừa, lịch sử và tư tưởng Phật giáo, Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam, các kỹ năng hướng dẫn sinh hoạt đạo tràng Phật tử, tham dự khóa tu và pháp hội do Ban Hoằng Pháp tổ chức theo lịch ấn định, và một số chuyên đề Phật học ứng dụng làm các lĩnh vực hành chính, giáo hội, văn hóa, xã hội, kinh tế, từ thiện, vân vân. Sau lời phát nguyện tu học của đại diện Phật tử, Thượng tọa Thích Tâm Hoan đã ban đạo từ sách tấn các Phật tử cần tinh tiến nỗ lực siêng năng học hỏi kiến thức từ Chư Tôn Đức truyền trao, cùng chung tay với Chư Tăng Ni đưa đạo vào đời vì sự nghiệp Hoằng Pháp di gia dụ, lời sinh di bản hoài.